siêu bác. Vâng, thì đây là chiếc máy chơi game. Máy chơi game nhá. Cầm tay chơi được hai người rẻ nhất trên Shopee. Đó, thì em đang mua về này, chỉ có 183.000 nha các bác nhá, 183.000 thôi. Đó, cả tất cả vận chuyển các thứ linh tinh là 185.000. Máy mua đi Shopee. Mà ngày hôm nay em nhận được thì phải bóc ra. Đây hình ảnh trên Shopee ở đây các bác này. Đó, là có thể chơi được game net, trong đó có là 400 game classic, gọi là game 8 bit, cái game mà 4 nút đấy, là 400 game. Và có hỗ trợ thêm tay cầm thứ hai để cho chúng ta có thể chơi được hai người các bác nhá. Cái này đi du lịch, đi phượt phiếc ở đâu và rảnh rỗi là hai người chơi rất là vui. Đó, với những trò như con cha này hay là những cái trò mà chơi được hai người khác, nói chung là rất là nhiều. Rất cay tiếc là có thể chơi được hai người. Đó, và giá rất là rẻ, màn hình bọc, chạy pin sạc, giá chỉ có 185.000 nha, 183.000, về đây là 185.000 đó, ở trên Shopee này. Cái này em mua Shopee Trung Quốc, còn ở đây Hà Nội là người ta bán này. Bạn nhìn nha, đây là chiếc Hà Nội, còn ở Trung Quốc, cái này em mua ở bên Trung Quốc, Shopee Trung Quốc, gửi từ Trung Quốc về nước ngoài ấy. Đó, thì chỉ có 185.000 thôi. Bây giờ em sẽ mở hộp nha, để xem bên trong nó như nào, liệu có chuẩn là hai tay cầm hay không. Đó, quay rất là gọn gàng như này thôi, các bạn thấy không, rất là gọn gàng nha. Em sẽ mở ra này, nó làm theo cái dạng máy sấp ấy. Đó, đây, túi ở Trung Quốc thì cũng là màu nâu, như màu xám như này. Đó, nó là màu xám này các bạn, đúng không? Đây, ok. Đó, đây nha, đây nha. Rồi, hộp đây, rất đơn giản thôi. Đó, con gà này không biết để vừa tay cầm không nhỉ. Thôi cứ nói sơ qua hộp trước. Thì đây là sản phẩm máy chơi game, ghi là 400.001 và Plus. Đó, Plus nha. Đây, ghi vậy thôi. Thì ở đây là em mua nó là cái màu trắng, máy gỡ màu trắng này. Đó, mua màu trắng này. Cái máy mà em đang mua thì bằng cái tài khoản trên cái máy đấy thì đang quay phim, thành ra không cho rõ được. Đây là màu trắng này. À, trên này nó có thông tin sơ qua sản phẩm. Đấy, bao gồm là màn hình chơi game 3.3 inch đó, là màn hình LCD đó, super wide rộng, và LCD là 3 inch nhá. Và đó, cái này không hiểu gì cả, hình như là siêu mỏng mà slim là mỏng mà đó, hay gì đó này. Hỗ trợ kết nối được TV qua cổng hòa lốc nha, hỗ trợ kết nối được TV cổng AV ấy. Đó, đèn hình này cho hình như là nhìn hỗ trợ nhìn cái gì đó, nói chung là rất đầy đủ. Có kết nối pin sạc. À, chơi liên tục 6 giờ, đơn giản như vậy thôi, còn những linh tinh thì em không hiểu lắm. Có nói sơ qua như này, có màn hình 3 inch này, thiết kế mỏng này, có thể kết nối lên TV này, màn hình sáng đẹp này, và có hỗ trợ pin sạc rất là tiện. Đó, pin lithium này, đó, hỗ trợ pin sạc chơi được 8 tiếng đồng hồ. Đó, thông tin cơ bản của sản phẩm nó như thế thôi. Ở bên này thì bên trong này nó có ghi những coi gồm có nhé, một dây AV này, một sách dụng dụng này, một dòng điện này, một máy chơi game, có thể tay cầm đâu. Sao ở đây quảng cáo có tay cầm nữa mà, thử mở xem nào nhé. À, có tay cầm thật. Và thiết bị là màu trắng này này. Đó, à, có tay cầm. Đấy nha. Đây, nó thì máy thì vô cùng nhỏ gọn. Màn hình này liệu được 3 inch không nhỉ? Có vẻ hơi nhỏ, không biết được 3 inch hay không. Đó. À, có một cục pin BL5C màu da cam. BL5C là cái này rất là nhiều, nó pin của Nokia ngày xưa ấy. BL5C và da cam này. À. Đó. Đây, có hai cái ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh nhé. Thì cái này là sản xuất tại Trung Quốc mà. Nó cũng không có thương hiệu hay gì cả đúng không? Đó, thì bên này là phím volume này. Đây, phím volume to nhỏ này. Đây là đèn báo hết pin là sạc, chắc là đèn nếu hết pin nó sẽ báo màu đỏ này, cắm sạc vào nó sẽ báo. Đây là cổng cắm 2.5. Cổng cắm 2.5 này thì để dùng để có thể cắm tai nghe hoặc cũng để xuất ra hình AV. Đó, đây là cổng sạc micro USB này. Đây nước nguồn nhá. Đó, này các bạn có thể nhìn thấy các. Đây các bác có thể nhìn thấy nhá. Đó, phí được kể thì rất là cơ bản này thôi. Đó, loa cái này khá là to. Đây, phụ kiện kèm theo này. Nó có một cái dây sạc. Nó có một cái dây sạc. Nó cho là khá là lỏng, bởi vì nó là ngắn. Nó đủ dùng để sạc. Hay dùng để cắm vào cổng USB, có thể là adapter sạc hoặc là cổng, có thể là cổng USB của máy tính cũng có thể sạc được. Có thể cắm vào máy này. Đó, từ bắt đầu phải tắt này trước nha. Tiếp vào sau nó những cái gì này. Đây, cắm sạc này này. Đó, là sạc luôn. Ở đây dây 2.5 này, 2.5 thì là cái đầu này gần như là tất cả các thiết bị thông minh là điện thoại thứ nó bỏ rồi. Thì sao thì Trung Quốc người ta vẫn đang sử dụng, bởi vì mấy cái máy chơi game ở đây em mua thì đa phần là sử dụng cái cổng này. Đó, chân là nó bé hơn chân 3.5 một tí, bởi vì nó có 2.5 rồi. Đó, bé một tí nhé. Thì cắm vào đây và dùng và cắm vào tivi để truyền hình ảnh lên là chơi được trên tivi. Đó, cái quan trọng của sản phẩm này để chơi hai người ấy, theo một cái tay cầm này
Đây các bác có thể thấy là tay cầm rất là giống với tay cầm của cái máy Family Computer, làm theo tay cầm của Family Computer luôn. Đó, cái máy nét đấy. Đó, có tay cầm thứ hai đây. Thì khi chúng ta cắm tay cầm này vào cùng mấy cái cổng micro USB, vừa dùng là sạc vừa là cắm tay cầm luôn. Đó, thì là chúng ta phải chơi được hai người. Rất là hay nha các bác nhá. Cái này thì em thấy ở trên hộp nó ghi không có tay cầm, em cứ tưởng là bây giờ mình mua lại không có tay cầm thì bỏ mẹ, bởi vì không có tay cầm ở Việt Nam mua đâu có tầm 100.000 thôi, hơn 100.000 một tí thôi. Mà bây giờ mình phải mua thêm 100 mấy để có tay cầm nữa, mà không có thì hơi phí. Đó, sách rất là dụng thì đơn giản này thôi. Có tiếng Anh nhá, có tiếng Anh và chỉ có tiếng Anh thôi. Đó, và rất là quốc tế là có chỉ có tiếng Anh thôi. Đó, rất là dụng, cắm lên TV như nào, rồi đó, kết nối như nào, ở đây nó sẽ hướng dẫn hết. Rất là dễ rồi, đúng không? Thì bây giờ em sẽ mở máy lên nha, xem có những game gì này. Đây là con tiếng Anh và tiếng Trung nhá. Chờ tiếng Anh nhá. Đấy, ngay trên này có Mario 400.001 này, có Mario này, Mario 14, Mario 3, Dr. Mario, Mario Bros. Đây là Ninja Đùa, Con Cha. Cái nút này đây. Cái nút này nhiều khi nhảy hai nấc liền. Đó, và con trai thử nữa này. Con trai ban lại nha. Đó. Thế là bây giờ chán ấy, không chơi trò này nữa thì ấn nút đây sẽ thoát ra này. Đó. Và có rất là nhiều có thể chơi được hai người. À, hai tay cầm đây thì trò này. Cái máy này rất thích hợp cho bác nào đi du lịch cầm theo. Bởi vì nó sử dụng pin BL5C là pin này rất là nhiều rồi. Và có thể chơi được hai người bởi vì có tay phụ kèm theo. Đó. Và sản phẩm nó rất là rẻ, chứ Shopee em mua 185.000 thôi nhá. Cái này thì em mua về cho vui thôi, bởi vì thế rẻ quá và sắp tới em đi chơi. Thế nên em mua để mà chẳng may ở giữa đường mà không có việc gì làm thì có thể lôi ra chơi cùng với nhau. À, tiếc cái là nếu mà hai tay cầm này nó có bố trí nút khác nhau này. Thế lúc mà mình chơi cái này xong mình chơi cái này nó sẽ không cảm thấy nó hơi lạ tay. Đó, bởi vì là hai cái vị trí nó khác nhau. Và cái màn hình thì nó ghi là 3 inch nhưng mà không biết là cái này liệu không được 3 inch đâu. Cái này đến đây nó là 1 inch, cái này chắc chỉ được 2 inch thôi. Chứ này không thể được banh là chắc từ đây xuống đây thôi. Đó, chứ này không thể là được banh được. Cái này là chắc là nó chỉ ghi thông tin như vậy thôi, không thể là banh đâu. Đó, thế đơn giản hôm nay thì review cái thiết bị này rất là rẻ, 185.000 mà chơi game cầm tay, chơi game nét mà rất là nhiều game, gồm 400 game này các bạn này. Đó, và gần như nó không, chắc là em nghĩ là nó không bị giỏi như là trung lập đâu. 400 game này là 400 game thật đấy. Đó, mà nhìn nha, những cái game hot. Đó, những game hot thì nó đã cho ra lần trước rồi. Đây này em nhìn thấy này, đến phần này hình như là đó, những game hot này nó cho này từ trước rồi, mà rất là dễ sử dụng, pin thì đơn giản. Đó, cái sản phẩm này mà bác nào mà cần mua thì chỉ lên Shopee tìm là 400.001 và tìm cái loại mà có hai tay cầm, bởi vì nó có hai loại, một loại là một tay cầm người bán với giá chỉ 100.000, hơn 100.000, và một loại là hai tay cầm thì như em mua là 185.000 nhé, đừng mua nhầm nhé. Đó, cần mua hai người đi chơi một tay thì một cái thì không cần thiết, đúng không? Đó, một hai người tay để các bạn lên các bạn lên tìm thêm, mà bác nào không yên tâm thì có thể lấy comment bên dưới video này em gửi link cho. Đấy, các bạn xem clip này thấy hay cho mình em một like và chia sẻ mọi người xem, nhớ subscribe YouTube của em nhé, cảm ơn.